Cục máu đông có thể là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ, hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Ngày nay, các vấn đề liên quan đến cục máu đông đang dần trở thành hồi chuông cảnh báo quan trọng. Theo thống kê, cứ 4 người trên thế giới sẽ có một người tử vong liên quan đến tình trạng huyết khối hay còn được gọi là cục máu đông. Điều này cho thấy cục máu đông đang là vấn đề đe dọa sức khỏe của rất nhiều người. Tình trạng huyết khối có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng những nhóm đối tượng sau đây sẽ có nguy cơ cao hơn, bao gồm người bị thừa cân béo phì, người hút thuốc lá, phụ nữ mang thai, người dùng thuốc tránh thai, ít vận động, người mắc các bệnh nhiễm trùng. Tình trạng huyết khối có thể được điều trị bằng cách sử dụng thuốc. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng cần lưu ý để phòng ngừa bệnh. Ngoài việc chăm chỉ vận động, nên chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống. Mặc dù không thể thay thế các phương pháp điều trị y tế, nhưng có một số loại thực phẩm có thể giúp giảm ảnh hưởng của tình trạng cục máu đông nguy hiểm mà chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống của mình. Một, dứa. Dứa không chỉ có hương vị tươi ngon mà còn là nguồn cung cấp bromelain dồi dào, một loại enzyme được biết đến là có đặc tính kháng viêm cao, có khả năng làm tăng tiêu sợi huyết, phá vỡ cục máu đông và ức chế sự tổng hợp fibrin, một loại protein chính cần thiết cho quá trình đông máu. Tác dụng này cũng được công nhận trong một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Khoa Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu và Giáo dục Y sinh, Đại học Mangalayatan, Ấn Độ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Công nghệ Sinh học Quốc tế và đã nhấn mạnh rằng bromelain có đặc tính tiêu sợi huyết, chống huyết khối, giảm hình thành cục máu đông và chống viêm. Nghiên cứu cũng giải thích rằng loại enzyme này có thể ức chế các tiểu cầu kết tụ lại với nhau để tạo thành cục máu đông. Chính vì bromelain làm tăng nguy cơ chảy máu nên nó không được khuyến cáo dùng với những người có xu hướng bị chảy máu hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu. Người cần phẫu thuật cũng cần dừng các sản phẩm, thực phẩm hay thuốc có chứa chất này khoảng 2 tuần trước khi phẫu thuật. 2. Nha đam. Nha đam hay còn gọi là lô hội, được biết đến với nhiều tác dụng làm đẹp da và chống lão hóa. Nhưng ít ai biết rằng nha đam cũng được đánh giá là có tác dụng giảm cục máu đông. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần đây của các nhà khoa học tại Mexico đã phát hiện ra rằng chiết xuất lô hội làm tăng đáng kể thời gian máu đông lại và giảm sản xuất fibrinogen, một loại protein giúp đông máu. Mặc dù ít có nghiên cứu thực hiện, nhưng nhiều nhà khoa học cũng thừa nhận nha đam có chứa salicylate và đã được chứng minh là có tác dụng chống tiểu cầu tương tự như aspirin. Aspirin hoạt động như một chất làm loãng máu, có thể giúp ngăn chặn máu đông và ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ liên quan đến cục máu đông. Tuy nhiên, lô hội cũng làm tăng xu hướng chảy máu. Vì vậy, những người đang dùng thuốc làm loãng máu cần tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi sử dụng. Sau đây là một số triệu chứng khi cục máu đông xuất hiện mà chúng ta cần phải cảnh giác. Triệu chứng cục máu đông ở chân tay. Sưng tấy có thể xảy ra ở chính xác nơi hình thành cục máu đông hoặc toàn bộ chân hay cánh tay. Thay đổi màu sắc, cánh tay hoặc chân chuyển màu đỏ hoặc xanh, nóng hoặc ngứa. Khi cục máu đông trầm trọng hơn, bạn có thể bị đau từ âm ỉ đến dữ dội. Khó thở xảy ra khi cục máu đông đã di chuyển từ cánh tay hoặc chân đến phổi. Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm ho nặng, thậm chí ho ra máu, đau ngực, chóng mặt. Lúc này cần gọi cấp cứu để được trợ giúp y tế ngay lập tức. Nếu cục máu đông ở bắp chân hoặc cẳng chân, bạn có thể bị chuột rút. Triệu chứng cục máu đông ở tim. Đau dữ dội ở ngực và cánh tay. Đổ mồ hôi, khó thở. Triệu chứng cục máu đông ở phổi. Khó thở, đau ngực, bắt đầu ho, đổ mồ hôi, chóng mặt. Triệu chứng cục máu đông ở não. Gặp vấn đề với tầm nhìn hoặc giọng nói, động kinh, cảm giác yếu liệt toàn thân.